Xin chào các bạn, hôm nay kênh Vẽ Nhanh đến với các bạn một bài về thuộc tính của các layer ở trên Procreate. Các bạn bấm vào phần layer, khi các bạn chạm nhẹ vào mỗi layer ở trong này nó gồm có các thuộc tính như rename, đổi tên, select, chọn, copy, fill layer là tô màu, clear là xóa, unfollow là chúng ta chọn một cái khóa một cái đối tượng nào đó, mask là mặt nạ, invert là âm bản, referencer là tô màu, áp cho một cái thuộc tính layer phía dưới. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lần lượt từng thứ tự từ trên xuống dưới của các thuộc tính layer. Đầu tiên rename và đổi tên. Giờ tôi chọn là rename. Tôi sẽ có thể thay đổi cái tên của layer này. Khi các bạn có rất nhiều layer ở trên này, có hàng chục cái, nếu như không thay đổi tên thì các bạn sẽ rất khó nhớ, khó tìm. Giờ tôi sẽ đổi tên, ví dụ như chiếc lá vàng. Rồi đó, thì thuộc tính này giúp cho các bạn quản lý được nhiều layer một cách tốt hơn, dễ kiếm hơn, dễ tìm hơn. Sang thuộc tính thứ hai là thuộc tính select. Đây là một thuộc tính hay mà Procreate đã cho bạn. Thuộc tính select này giúp cho bạn có thể làm việc nhanh hơn trên các đối tượng, trên các layer. Tôi lấy ví dụ, tôi chọn select. Giờ tôi lại chọn tiếp chế độ fill layer. Nó sẽ tô cho bạn toàn bộ cái phần là những cái phần nó đã chọn, và bạn sẽ không phải mất công để tô màu nhiều. Đấy là thuộc tính select. Sang tới thuộc tính thứ ba là thuộc tính fill layer. Thuộc tính fill layer này thì cũng đơn giản thôi. Tôi lấy ví dụ như bây giờ tôi chọn một cái layer mới để cho các bạn dễ hình dung. Tôi có một cái màu vàng. Tôi bấm vào đây, tôi tô màu thì toàn bộ tất cả cái layer đó nó sẽ chuyển sang màu vàng. Đó, nó rất là đơn giản như vậy để các bạn có thể làm một cái round, làm một cái bất kể một cái gì đó nhanh gọn hơn. Thuộc tính clear. Clear là xóa, đơn giản thôi. Ví dụ như là bạn có một cái nhiều cái hình đối tượng. Tôi lấy ví dụ bạn vẽ nhiều đối tượng nào đó đi, nhưng mà giờ nó bị sai, các bạn muốn xóa mà vẫn giữ nguyên cái layer đó, các bạn chỉ nhấn vào clear, toàn bộ tất cả những cái đối tượng ở trên layer đó sẽ xóa toàn bộ. Đấy là cái tính năng của thuộc tính clear. Thế tiếp tục chuyển qua cái thuộc tính unfollow. Unfollow là một hiệu ứng rất hay, giúp cho bạn làm việc chỉ riêng ở trên cái đối tượng đó. Tôi lấy ví dụ thế này, chiếc lá của tôi. Giờ tôi muốn tô một chút màu để cho nó có những phần tối thì tối hơn, phần sáng thì sáng hơn một chút. Tôi sẽ vào, tôi chọn màu này, chẳng hạn màu này. Tôi cho nó tối hơn một chút và tôi tô. Thế nhưng mà khi tôi tô thì nó sẽ bị lem ra ngoài, chứ nó không thể chính xác được ở trong chiếc lá. Bây giờ làm sao để chính xác được thì thuộc tính unfollow cho chúng ta làm điều này. Tôi chọn unfollow và tôi sẽ tô. Thì cái phần các bạn tô nó chỉ có tác dụng ở phía trong đối tượng, nó không lem ra phía ngoài. Đó, đây là thuộc tính, đây là cái hay của thuộc tính unfollow mà các bạn cần nhớ. Nó giúp cho mình làm việc được trong cái layer mà bạn đã chọn. Ở dưới unfollow là mask. Mask nghĩa là mặt nạ. Cái mask này có một điểm hay. Mình lấy ví dụ như này. Khi mình chọn mask thì Procreate sẽ sinh ra cho bạn một layer ở phía trên này và bạn sẽ xử lý ở trên layer đó. Mình lấy ví dụ thế này. Nếu như bạn chọn màu đen, nó sẽ xóa cho bạn một phần nào đó của cái lá, hoặc ở đây, hoặc ở đây, ở đây, ở đây. Nhưng nó không làm mất đi cái bản gốc, Tức là cái lá gốc của bạn vẫn còn, nó chỉ tạo ra một lớp mặt nạ giả lập và bạn làm ở trên cái lớp mặt nạ đó để nó không mất đi đối tượng gốc. Tức là khi mà bạn muốn phục hồi hay muốn làm gì đó thì nó vẫn còn nguyên vẹn. Tôi lấy ví dụ đó. Khi bạn clear toàn bộ tất cả những cái ở trên mask đi thì nó sẽ trở về cho bạn cái đối tượng nguyên vẹn của bạn. Đây là cái hay của layer mask, hoặc bạn có thể xóa nó đi bình thường. Tiếp tục có một cái thuộc tính hay nữa sau mask là clipping mask. Bạn chọn vào đây thì clipping mask nó cũng gần như là alpha lock. Tuy nhiên clipping mask cho bạn giữ nguyên đối tượng, còn alpha lock thì cho bạn vẽ lên trực tiếp đối tượng. Tôi lấy ví dụ như lúc nãy là mình vừa chọn một cái vùng tối, mình vừa tô thêm một cái vùng tối. Bây giờ tôi cũng sẽ tô thêm một cái vùng tối, nhưng các bạn xem nó sẽ có thấy có sự khác nhau. Đây, tôi tô thêm một cái vùng tối ở đây. Thế nhưng khi tôi tắt đi thì nó vẫn giữ nguyên đối tượng ở phía dưới. Clipping mask rất hay, nó cho bạn vẽ thoải mái ở trên này, nhưng nó không lem ra phần phía bên ngoài. Để khi bạn tắt đi, nó vẫn giữ nguyên cái đối tượng gốc cho bạn. Mình khuyên khi làm bất kể một cái thao tác gì liên quan tới những cái đối tượng gốc mà bạn đã vẽ một cách rất kỳ công thì hãy chọn clipping mask để mình có thể thoải mái chế tác nó, thoải mái vẽ nó, mà khi không ưng ý mình có thể mình bỏ đi mà đối tượng gốc của mình vẫn còn. Đây là cái rất hay của thuộc tính clipping mask. Giờ tới một thuộc tính khác là thuộc tính invert. Thuộc tính invert thì cũng đơn giản thôi, không có gì cả, nó là âm bản. Nếu như bạn chọn vào đây, nó sẽ cho bạn một cái chế độ màu theo một cái cách của Procreate. Thì ai làm Photoshop quen thì sẽ thấy đây nó cũng là một cái hiệu ứng rất là độc đáo. Đôi khi chúng ta sử dụng những cái vào trong những cái tấm hình hay là trong những cái tấm tranh để cho cái màu sắc của bức tranh, của tấm hình nó được ảo diệu hơn, nó được độc đáo hơn, nó được lạ lẫm hơn, thì cái hiệu ứng invert cũng rất là hay. Tùy các bạn, trong khi vẽ, trong khi làm các bạn sẽ xử lý nó làm sao cho hiệu quả. Tới thuộc tính referencer. Giờ mình tắt cái lá vàng đi. Cái hiệu ứng này cũng rất là hay. Rồi, bây giờ mình có một vài đối tượng ở trên hình đi. Rồi bây giờ mình sẽ chọn tiếp một layer ở trên nó. Mình tô màu. Cái này mình tô màu hồng đi. Cái này mình tô màu đỏ đi. Một cái nữa mình tô màu xanh lá đi. Một cái nữa mình tô màu vàng chẳng hạn. Đó. Thì khi bạn tô như thế này, nó tách biệt cho bạn. Phần trên này là phần mà các bạn đã chọn referencer là phần nét, và phần này là phần tô màu. Ví như vẽ truyện tranh, hoạt hình, biếm họa hay là nhiều thứ khác, đây là một cái tính năng rất là hữu dụng, rất hay. Referencer cho phép bạn có thể tách được cái phần màu sắc ra để đôi khi chúng ta có thể chỉnh sửa, hiệu chỉnh hay là làm nhiều những cái thứ khác. Ở dưới referencer có markdown, combine down, thì hai cái này nó đơn giản rồi. Mình lấy được ví dụ thế này. Markdown có nghĩa là đây, mình sẽ lấy ví dụ thế này cho các bạn dễ hiểu. Mình có một đối tượng này, mình tô màu đen, nó nằm ở trên cái layer này. Bây giờ mình tạo một layer khác, mình lại có một đối tượng khác màu vàng, ví dụ vậy. Thế thì khi markdown có nghĩa là nó sẽ tự động nó nhập cái layer này và layer dưới ở kế nó. Mình markdown. Đó, các bạn thấy hai cái layer nó đã nhập với nhau. Thế còn combine down là nó tự động nó gom nhóm đối tượng phía trên và layer phía trên và layer phía dưới. Mình lấy ví dụ combine down là bạn đã tạo ra một nhóm, ở trong đó gồm có hai layer mà bạn vừa vẽ hai đối tượng ở trên nó. Vậy thôi. Cái bài về các thuộc tính của layer ở trên Procreate nó chỉ đơn giản như vậy. Hầu hết các thuộc tính của nó đều là những cái thuộc tính mà rất căn bản. cần thiết mình phải biết để khi mình vẽ áp dụng nó để nó nhanh hơn, làm sao tạo cho mình một cái bức tranh mình dễ hiệu chỉnh, nhanh chóng để đi tới một cái kết quả nó tốt đẹp. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong bài sau. Nhớ subscribe, share và like cho kênh của mình để video ngày càng tốt hơn. Xin cảm ơn các bạn.